Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Jerry. Sáng sớm anh đã tạm biệt bạn gái đến chỗ đại ca Bernie là cánh tay phải của ông trùm Arknor. Lần này Bernie đưa cho Jerry một nhiệm vụ cuối cùng để chấm dứt với băng đảng. Anh phải đến Mexico và lấy về khẩu súng cổ có giá trị cho Arknor. Trở về nhà, Jerry nói chuyện với Sam khiến bạn gái nổi cơn thịnh nộ ném đồ đạc của anh từ trên lầu xuống. Cô cảnh cáo nếu như Jerry lên chuyến bay đến Mexico anh sẽ không bao giờ gặp lại Sam nữa. Jerry cố gắng trấn an đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng và mình sẽ sớm quay trở về. Nhưng Sam thậm chí còn gọi taxi đuổi bạn trai rời khỏi đó. Cuối cùng Jerry cũng bắt đầu cuộc hành trình đến Mexico. Anh hỏi thăm người dân ở đây để tìm đường đến nơi lấy khẩu súng cổ. Jerry đến một quán rượu gặp Beck và được giới thiệu về khẩu súng. Đây là một khẩu súng huyền thoại được mệnh danh là The Mexican. 100 năm trước, một người thợ làm súng nghèo khổ đã dốc hết tâm huyết tạo ra khẩu súng này. The Mexican được làm riêng cho một địa chủ giàu có tầng lớp quý tộc. Một người đàn ông may mắn được bắn thử khẩu súng mới đó. Nhưng vừa bóp cò viên đạn dội ngược lại giết chết anh ta ngay tại chỗ. Mọi người đều nghĩ đó là một tai nạn và ngay sau đó một người khác lại bắn thử. Ai ngờ viên đạn bay xuyên qua tường rồi giết chết một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Kể từ đó mọi người cho rằng The Mexican đã bị nguyền rủa. Cho đến tận bây giờ viên đạn vẫn được giữ nguyên trong khẩu súng và trở thành báu vật quý hiếm. Jerry cho rằng đó là một câu chuyện vớ vẩn rồi cầm lấy khẩu súng trở lại chiếc xe. Đúng lúc đó Beck quay trở lại quán rượu vô tình trúng một viên đạn lạc ngã xuống đất. Jerry tưởng Beck say quá nên ngã đành phải kéo anh ta vào trong xe. Ai ngờ khi anh ta gục xuống thì một vệt máu dính trên ghế. Jerry không hiểu tại sao đầu Beck lại chảy máu. Đang hoảng loạn thì cách đó không xa có một nhóm người say xỉn đang bắn súng ăn mừng. Đột nhiên một viên đạn sượt qua khiến Jerry giật mình né sang một bên. Để tránh bị trúng đạn lạc anh vội vàng vào trong xe. Sau đó Jerry đến bốt điện thoại báo tin cho đồng nghiệp là Ted đã lấy được khẩu súng và cái chết của Beck. Không ngờ anh ta lại là cháu nội của Arknor và Ted sẽ nhanh chóng đến đón Jerry. Vừa cúp máy thì một sự cố khác lại xảy ra. Chiếc xe đỗ bên đường bị đánh cắp cùng với xác của Beck và khẩu súng. Jerry bất lực hét lên muốn chửi thề mà không thể thốt thành lời. Phía bên kia đường một ông lão dắt một con lừa đang đứng nhìn anh chằm chằm. Lúc này Bernie sợ rằng Jerry lấy được súng cổ sẽ phản bội vì vậy đã nghĩ ra một kế hoạch xấu xa. Trong nhà vệ sinh công cộng Sam bị một tên sát thủ da đen tấn công. Hắn lấy tay bịt miệng và cầm súng đe dọa cô không được la hét. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động lạ. Tên sát thủ da đen ra ngoài kiểm tra nhưng không thấy gì đáng nghi. Anh ta trở nên mất cảnh giác thì một tên sát thủ khác nấp sau cánh cửa bất ngờ tấn công. Sau khi bắn chết đối thủ, tên sát thủ thứ hai kéo Sam ra ngoài lái xe của cô rời đi. Anh ta biểu diễn trình độ tay lái khủng khiếp trên đường khiến Sam sợ hãi đến mức buồn nôn. May mắn thay, tên sát thủ đã dừng xe kịp thời để cô xuống đường giải quyết. Anh ta tự giới thiệu là Leroy được Bernie thuê để bắt cô làm con tin đe dọa Jerry mang khẩu súng trở về. Điều này khiến Sam lại càng tức giận hơn và tuyên bố mình và Jerry đã đường ai nấy đi. Thấy vậy Leroy cảm thông với cô và hứa chỉ cần Jerry giao khẩu súng sẽ thả Sam quay về an toàn. Ở Mexico Jerry cưỡi lừa đi cả một đêm khiến nó mệt không chịu đi tiếp nữa. Dù có năn nỉ thế nào con lừa cũng không chịu tiến lên. Jerry không kiên nhẫn nữa bắt đầu dùng vũ lực đe dọa khiến nó tức giận bỏ anh đi. Đang không biết phải làm gì thì đúng lúc đó một chiếc xe đi ngang qua. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ của Jerry nhưng tài xế tốt bụng vẫn cho anh đi nhờ. Đến một bãi xe Jerry đổi chiếc đồng hồ lấy một chiếc xe cũ nát. Nhưng phía sau còn có một con chó giữ mà anh phải mang đi theo. Trên đường đi Jerry dừng lại gọi điện thoại cố gắng liên lạc với Sam nhưng không ai trả lời. Đúng lúc này chiếc ô tô màu đỏ mà đêm qua ăn trộm xe của anh chạy qua trước mặt. Jerry vội vàng lái xe đuổi theo. Phía bên kia Leroy cũng đưa Sam đến bốt điện thoại và bắt cô gọi điện cho Jerry. Tuy nhiên cô ấy nói mình không có số điện thoại để liên lạc cho anh ta. Leroy không tin đòi kiểm tra túi sách của Sam và quả nhiên không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của Jerry. Sam lấy cớ đi vệ sinh để bỏ trốn qua cửa sổ. Nhưng vừa ra ngoài thì Leroy đã đợi sẵn và đưa cô vào trong xe còng tay lại. Lúc này Jerry cũng đuổi kịp bọn trộm và tìm thấy chiếc xe đã bị trộm của mình. Nhân lúc bọn chúng không có ở đó, anh lẻn vào lấy khẩu súng trong xe và đuổi con chó giữ xuống. Nó ngoan ngoãn nhảy xuống và ngồi bên đường chờ đợi. Jerry trèo lên chiếc xe cũ nát đạp ga lao thẳng vào chiếc xe màu đỏ. Tiếng còi báo động đã thu hút bọn trộm trong nhà chạy ra. Jerry túm cổ một tên và đe dọa đồng bọn của hắn phải giao khẩu súng cổ ra. Anh tống con tin lên xe rồi bắn thủng lốp chiếc xe màu đỏ. Jerry gọi con chó nhảy lên xe của mình và rời khỏi hiện trường. Sau một đoạn đường dài anh dừng lại để nghỉ ngơi và giao nhiệm vụ cho chú chó canh chừng con tin. Anh còn sai con chó giữ dọa tên trộm sợ khiếp vía. Cuối cùng Jerry muốn dạy cho tên trộm một bài học, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đạn. Trong nhà hàng Sam nói với Leroy việc Jerry làm việc cho băng đảng là điều bất đắc dĩ. 5 năm trước anh lỡ đâm vào xe của trùm băng đảng khiến cảnh sát phát hiện có người bị trói trong cốp xe của ông ta. Điều này khiến Jerry phải làm chân sai vặt cho Arknor để chuộc tội. Tình cờ Sam phát hiện ra một bí mật nhỏ rằng Leroy là người đồng tính. Cô không còn lo lắng hồi hộp mà trở thành chị em tốt nói về chủ đề tình cảm cùng nhau. Người như Leroy rất khó có được một mối quan hệ lâu dài. Lúc này Jerry vừa liên lạc cho Ted đang ngồi đợi anh ta đến đón thì bị cảnh sát tuần tra bắt gặp. Vết máu trên xe khiến cảnh sát nghi ngờ và bắt anh vào nhà giam. Viên cảnh sát dường như không quan tâm đến vụ án chết người mà đặc biệt để mắt tới khẩu súng cổ. Ông ta kể về truyền thuyết liên quan đến khẩu súng bị nguyền rủa. Cuối cùng Jerry được thả tự do còn khẩu súng cổ bị viên cảnh sát thu giữ. Không lâu sau đồng nghiệp Ted đã đến. Hai người có một cái ôm chào hỏi nồng nhiệt.
Chú chó thấy vậy tủi thân quay đầu bỏ đi với quả bóng trong miệng. Ted nói rằng rất nhiều người đang muốn sở hữu được khẩu súng cổ. Vì sợ Jerry phản bội nên Bernie đã cho người bắt cóc Sam. Sau khi nghe được điều này, Jerry vô cùng tức giận vì sau bao nhiêu năm vẫn không được tin tưởng. Hai người tìm cách đột nhập vào nhà cảnh sát để lấy lại khẩu súng cổ. Không ngờ ngay sau khi khống chế được viên cảnh sát, Jerry lại chĩa súng về phía Ted. Hóa ra Jerry đã nghe lén được cuộc điện thoại của Ted và biết được anh ta nghe lệnh Bernie đến đây để giết mình. Jerry nhốt viên cảnh sát và Ted trong nhà, sau đó quay trở lại khách sạn để tìm hộ chiếu. Đúng lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ Sam và biết rằng cô ấy cùng Leroy đã đến Mexico. Sam liên tục la mắng anh như một cái máy khiến Leroy phải giật điện thoại và hẹn gặp Jerry. Ban đầu Leroy định bắn chết Jerry, nhưng nhìn thấy Sam tức giận bỏ đi khiến anh có chút động lòng. Trong lúc do dự, Jerry đã bắn chết Leroy. Nghe thấy tiếng súng, Sam vội vã quay lại và thấy người bạn đồng hành của mình đã chết. Cô tức giận lao vào trách mắng Jerry, hỏi tại sao anh lại bắn chết Leroy. Jerry xem qua hộ chiếu và nhận ra đây là Winston mạo danh sát thủ Leroy. Hóa ra Bernie là kẻ phản bội băng đảng. Hắn đã thuê Winston đến bắt Sam để đổi lấy khẩu súng đem bán, sau đó sẽ đổ tội cho Jerry. Sam rất buồn. Cô ấy hiểu nỗi cô đơn và khao khát có được tình yêu sau khi tiếp xúc với Leroy. Jerry phải ở lại Mexico để giải quyết mọi việc xong xuôi. Vì vậy anh chỉ có thể chia tay để Sam trở về nhà một mình. Đột nhiên cô ấy quay trở lại. Vì nhờ tới lời khuyên của Winston nên Sam quyết định làm hòa với Jerry. Mặc dù không thể hòa hợp nhưng hai người đều thực sự rất yêu thương nhau. Và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ rời bỏ nhau. Cuối cùng bao nhiêu bất hòa trước đây đều được giải tỏa. Sam không muốn Jerry tiếp tục làm việc cho băng đảng xã hội đen. Cô chỉ muốn anh nhanh chóng trở lại cuộc sống yên bình trước đây. Trong khi Jerry đang cố gắng liên lạc với Agno thì bên ngoài có tiếng chó sủa. Chú chó đứng trước xe của Jerry dường như phát hiện ra điều gì đó. Sam nhanh chóng buộc súng cổ vào chân, còn Jerry ra ngoài để kiểm tra. Một người đàn ông lạ mặt nhân cơ hội đó lẻn vào phòng lục soát. May mà Sam nhanh trí trốn dưới tấm nệm nên không bị phát hiện. Bên ngoài, Jerry không cảnh giác bất ngờ bị một tên trộm tấn công và bắt cóc. Ngồi trên xe, Jerry không biết mình đang bị đưa đi đâu. Trong khách sạn, Sam đang chờ Jerry quay lại thì nhận được một cuộc điện thoại. Cô lo lắng hỏi danh tính của người gọi thì thấy Bernie đã đứng ngoài cửa. Jerry được đưa tới gặp Agno vừa mới ra tù. Ông ta sẵn sàng trả giá cao cho khẩu súng cổ để trao lại cho người đã cứu mạng mình. Anh ta là chắt của người thợ rèn súng và đã chết vì đỡ đạn cho Agno. Truyền thuyết liên quan đến khẩu súng cũng được nhắc lại. Người thợ nghèo muốn tác thành cho cuộc hôn nhân giữa con gái ông ta và con trai độc ác của một quý tộc. Cũng vì thế mà cô gái phải chia tay anh chàng thợ phụ mà mình đã yêu từ lâu. Khẩu súng chính là món quà cưới dành cho con trai của quý tộc, tuy nhiên nó lại không hoạt động. Vì cảm thấy xấu hổ nên hắn đã rút khẩu súng khác bắn chết anh phụ tá trước đám đông. Thấy vậy, cô gái cũng nhặt khẩu súng cổ lên tự sát đi theo người mình yêu. Kể từ đó, khẩu súng bị nguyền rủa bởi linh hồn oán hận của cô gái. Cả nhóm ngay lập tức quay trở lại khách sạn để tìm Sam. Lúc này Bernie đã đợi sẵn trước cửa từ lâu. Mặc dù nhóm của Agno chiếm lợi thế về số lượng nhưng trong tay Bernie có Sam là con tin. Nhưng hắn vừa mở cốp, Sam lập tức chĩa súng về phía Bernie. Jerry biết khẩu súng cổ này có thể cơ chế hoạt động không bình thường. Vì vậy anh cố gắng khuyên bạn gái hạ súng xuống và đừng hành động hấp tấp. Vì hy vọng có thể cứu bạn trai thoát khỏi rắc rối càng sớm càng tốt nên Sam đã bóp cò. Tiếng súng vang lên, đồng thời một chiếc nhẫn rơi ra từ miệng súng. Bernie vẫn đứng ngay trước mặt như không hề bị thương. Không ngờ hắn đột nhiên thở ra khói trắng, hóa ra viên đạn đã xuyên qua áo vào trong cổ họng. Bernie ngã xuống đất. Jerry vội vã chạy tới ôm lấy Sam. Được sự cho phép, anh tận dụng chiếc nhẫn trăm tuổi để cầu hôn bạn gái. Cuối cùng trải qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn ở bên cạnh nhau. Khẩu súng cổ và chú chó giữ cũng quay trở về với con cháu của thợ rèn. Cuối phim, Jerry rút khỏi băng đảng và cùng Sam lái xe trở về nhà.